quan họ sẽ báo cho mình là mình vừa thấy nhập khẩu là bao nhiêu, để các chị đã đồng bao nhiêu. Đó, mẫu thứ hai là bảng kê gì các bạn? Khi mà chúng ta nộp thuế thì nguyên tắc xuất nhập khẩu có được thanh toán bằng bằng tiền mặt không? Và chuyển khoản, vậy cái mẫu này là công ty đưa ra để hướng dẫn các bạn nhé. Mẫu này chỉ có tiền mặt thôi nhé. Vậy mẫu này các bạn bỏ ra để sang tháng 12, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một nhiệm vụ và chúng ta nộp được tài trợ nhé. Sau đó đến một cái mẫu đầu tiên là cái gì ạ? Cùng với giấy báo nợ và một sổ chi tiết đúng không? Vâng ạ. Ta nộp tiền thì bằng cái gì đây? Tiền khoản chuyển khoản. Bằng tiền gì ạ? Tiền ngân hàng. Tiền ngân hàng. Tiền bằng tiền ngân hàng nhé. Và cùng với giấy nộp tiền và công chức để chúng ta sẽ ghi nhận là chúng ta nộp hai cái khoản tiền này. Xin giật cả lớp sẽ làm cái vụ này. Ở đây là chúng ta nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu bằng gì ạ? Nghiệp vụ này mới cho nên là vô cùng các bạn sẽ ghi nhận trên bảng và các bạn sẽ phân tích cùng cô nhé. Khi ta nộp bằng chuyển khoản thì chính thức rất là từ cái giấy gì đấy, làm cho tiền giảm đi. Đúng rồi, chúng ta hạch toán. Đầu tiên ta tính thì làm cho công nợ của ta với cả nhà nước làm sao tăng. Giờ ta nộp thì cứ giảm đi ta. Giảm thì ta hãy toán nào đấy. Tiếp tục ạ. Và nộp bằng chuyển khoản thì doanh nghiệp ta có mức một khoản gì? Phí đó rất ít, ta đưa vào đâu? 62. Thế là chi phí tăng hay giảm? Nợ tăng 42. Và tiền thì giảm đi ạ? Tiền thì giảm 1,2. Rồi ạ, cảm ơn các bạn. Nhiều thế nhỉ? Nào, số tiền đây là bao tiền ạ? Đây là bao tiền? 159 bao nhiêu ạ? Rồi tiếp tục thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 330. Phí bao nhiêu các bạn điền cho cô vào cái gì để chúng ta biết phí đấy ạ? Phiếu hạch toán đấy ạ. Điền xem là phí bao tiền. Vậy tổng ta trả là trả cả tiền là hàng chúng ta chuyển đi, tiền thuế lẫn tiền phí là bao tiền đấy? 494.792.000. Vâng ạ. 494.792.000. Vâng ạ. 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 Vâng ạ.